Tokyo ngày 9 tháng 7 xác nhận thêm 224 ca nhiễm virus corona, mức cao kỷ lục của thủ đô Nhật Bản trong một ngày, giữa lúc nhà cầm quyền chú trọng xét nghiệm tại những khu vực có hoạt động về đêm. Khoảng một tháng sau khi Nhật dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hôm 25 tháng 5, các ca nhiễm tăng vọt tại khu vực đô thị 14 triệu dân, nhưng nhà cầm quyền ngần ngại không muốn tái áp đặt những hạn chế vì e rằng sẽ gây thiệt hại thêm cho nền kinh tế. Đô trưởng Tokyo Yukiro Koike nói số ca nhiễm báo cáo tăng là do tăng cường xét nghiệm và hứa sẽ tăng cường khả năng xét nghiệm đến 10.000 người một ngày. Khuynh hướng trong số những ca mới không thay đổi, những người trong độ tuổi 20 và 30 chiếm 75%. Số ca nhiễm 224 được báo cáo ngày 9 tháng 7 vượt qua con số cao nhất là 206 hôm 17 tháng 4, lúc Tokyo và những trung tâm đông dân khác được đặt dưới tình trạng khẩn cấp.